Một này. Lên. Lên, cố lên. Một. Cái này lên nhá. Một. Lên luôn. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MU truyền kỳ.vn thì ngày hôm nay mình sẽ đi quay Wing 2, quay cánh cấp 2 để gom nguyên liệu. Quay cánh cấp 3 nhà nó nói chung là nhì nhằng lắm anh em ạ. Đại khái là gom nguyên liệu xoay cánh cấp 3 đấy. Hiện tại mình đang chuẩn bị hai cái lông vũ thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi xoay cánh cấp 1 trước nhá. Xoay cánh cấp 1 xong lên xoay cánh cấp 2 sau. Đấy, hy vọng mấy món này sẽ lên được anh em ạ. Việt Nam sẽ đập lên cộng 4 trước. Đây vũ khí trao này. 1, 2, 3, 4. Ngày xưa chơi cái MU Hà Nội ấy, còn cầm cái đồ này làm sao có đồ ngon đâu nhỉ. Mày sau có gậy rồng. Cái đời đầu mình toàn cầm cầm cái vũ khí trao thôi anh em này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Nếu mà đã quay cầm cái vũ khí trao cực kỳ đẹp luôn. Kể cả MG cũng được. Giờ mình sẽ đập lên 4 nhá. Đấy. Khá là ngon, có lắc hết rồi. 1, 2, 3. Hy vọng sẽ ra được ba cái cánh ấy nhỉ, ba cánh là khá là vui rồi đúng không? Hai cánh thì xoay hai cái lông, đơn giản vậy thôi. Anh em ngày hôm nay quay ra linh hồn cô đơn cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Mình chưa được phát nào mà anh em giá mạnh quá. Win 3 này bây giờ khả năng xoay được rồi đấy anh em ạ. Thì anh em có thì cứ vả mạnh vào. Rồi, tôi ốp anh em nha. Lên 4 ốp. Lên 4 ốp sẽ là nguyên liệu thì cần cây một vũ khí trao mắc 8 mốt đi đấy, thế là ngon rồi. Đập cái này luôn rồi, 4 này, 8 này, ơi ngon đấy, 4 này, 8 này, 4 này, 8 này, được chưa, ngon lành nhá. Bây giờ chỉ đợi kết quả thôi nha. Hai cái lông này lên được hai cái cánh cấp 2 là ngon đấy. Tối nay ta sẽ chiến đấy nhỉ, chưa có máu được tại vì chưa có linh hồn cô đơn. Đấy, chưa có máu rồi anh em ạ. Tầm này thì mới bắt đầu thôi anh em ạ. Cứ từ từ kiểu gì cũng xoay ra Wing 3 nhưng mà sớm hay muộn thôi anh em ạ. Muộn quá thì lại sang server khác rồi. 1 2 3 này, ngon một cái nha. Thứ hai nào. Một cái rồi các bạn ơi. 30% thấp hơn cái này. Thấp hơn cái hồi này. Lên ấy hai cái nha, êm đấy êm đấy, ngọt ngào đấy. Thứ ba xem như nào, quay này đỡ tốn hơn đi nhỉ. À thiếu gì đấy, kết hợp bình thường này, bên sao 20-30% y giống này luôn, 30%. Ui toạch rồi, thế là mình được hai cái nhá bạn. Thì mình sẽ đi xoay hai cánh cấp 2 trước nó chắc đạn nhỉ. Bao nhiêu ốp rồi, hai cái có lắc rồi đấy. À cái này không có lắc này. 1 2 3 4 5 6 đi. 1 2 3 4 cái 6 là mắc ở đây nhỉ. Hay thử lên 7 xem được không nhỉ. 5 này. 6 7. Đây, ngon 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 ngon. Ngon đấy. Đập lên 8 ốp. 8 luôn. Rồi. Khả năng cái này để một ốp thôi nhưng mà à quên để 4 ốp thôi. Không cần nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ đi mua bùa tỷ lệ đấy. Anh em xem video thì ủng hộ giúp mình một like và một đăng ký kênh nhá. Để mình lấy cái động lực và làm thêm những video hay, những video ý nghĩa đấy. Những video đậm mùi, gọi là đậm mùi tiền này nhỉ. Thực sự là mất rất là nhiều đạn để làm nên một video đấy. Hai cái lông này cũng 300.000 rồi. Cực kỳ tốn đấy anh em ạ, không phải là muốn là có là rất là khó luôn nha. Thì mình sẽ đi lượn một vòng xem. Bắn lan mát mẻ này, e vừa lan gọi là trong sáng này và về Noria. Tiếng gió rất là rít. Bắt đầu tiên mong rằng sẽ lên luôn. Ba nhịp là đập thôi. Cứ thế mà làm anh em. Lên được hai cái thì ngon nhỉ. Ba nhịp mà đập thôi. 30 40% anh nhé, mắc. 1 này, 2 này, 3 này. Lên này, ui ngon, một phát nha. Cất vào đây, tổng cộng là năm có 3 cái cánh rồi anh em ạ.
có ba cái cánh đây, nằm cất đi cho anh em xem luôn đây, ba cánh sum, hai cánh sum, phân đấu lên một cái nữa là tối. Nói chung là tầm này thì xoay lông vũ cô đơn thì cũng khá là dễ thôi anh em ạ, không quá là khó đâu, thực sự là không quá là khó đâu, quan trọng là cái may mắn là thôi. Xoay tầm khoảng 3-4 cái lên được cái chẳng hạn, phải gom đấy, phải gom tầm 20 cái cánh mới được đấy. Ngày tầm khoảng 2 cái là đẹp rồi anh em. Alan này, Eberlan này. Rồi, tiếp tục nhé anh em nhá. Tiếp tục, ba nháy như lúc đấy là lên đấy mà. Cứ ba nháy mà vả thôi, không cần gì hết. 30%, 40% là mắc rồi. Bốn mươi phần trăm là mắc anh, một này, hai này, một này, lên lên có lên một, cái này lên nhá, một lên luôn, ui trắng xóa anh em ạ, tiếc đấy, nhìn cái mặt của Nam là tiếc đấy anh em ạ, không phải là đơn giản đâu, nhìn mặt này là biết là tiếc rồi, đắt nha, đây. Tổng cộng Nam xoay được có một cái thôi nhưng mà Nam dồn được ba cái này với một cái lông vũ cô đơn rồi đấy, khá là ngon. Cái này là Nam quay nhá, cái công thành chiến thì Nam chưa nhận nhận được cơ, cái này chắc tuần sau nhận thôi, tuần sau nếu mà thắng thì nhận lông vũ cô đơn thôi, không sao hết, được ba cái thôi nhưng mà một linh hồn cô đơn, bây giờ chỉ kiếm cái linh hồn thôi, cái này lông vũ có rồi, linh hồn bọn xoay ra khá là nhiều, kỳ ngon luôn. Đây mình sâu sơ sơ anh em cái set MG của mình nhá, MG của mình là MG chiến đấy, mình cũng đã đăng ký cái giải đấu MG rồi, đã đăng ký giải đấu MG thì cái đao này cũng gần gọi là gần mắc rồi, nhưng mà thiếu dòng 20 cấp độ hoặc là 7 tốc cũng được, nhưng mà tầm này là mắc hết rồi, kiếm này cũng thuộc hàng khá là ngon, cái đồ rất là ngon nhá, thì đến khi nào đấu giải mình sẽ up lên 15 sau, hiện tại thì mình chưa cần đâu đấy, mình bên 445 mấy này mình đang chuẩn bị để đập lên cái dòng kiếm cái dòng 20 này, hy vọng sẽ ra được anh em ạ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn anh em đã đăng ký kênh của mình đấy, có một động lực mình làm những video mới, cảm ơn anh em rất là nhiều nha, bye bye.